để kiếm tiền phụ giúp gia đình, nuôi người cha đang nằm sống thực vật. Cậu thiếu niên này phải nghỉ học một mình lên thành phố tìm việc làm thêm, cuộc sống khó khăn đến nỗi phải ngủ dưới gầm giường nhà người khác. Bản thân đã mắc bệnh hen suyễn, cộng với cường độ làm việc nặng kéo dài khiến cho cơ thể A Quyên đã ốm yếu này càng thêm xanh xao vàng vọt. Qua khe hở chật hẹp của gầm giường bám đầy bụi đất, chiếc đầu lân sư đỏ vẫn ngồi đó nhìn cậu. Nhớ lại những ngày tháng cùng anh em múa lân đánh võ, hạ gục hàng loạt đối thủ sừng sỏ để có được vị trí đệ nhất sư vương người người ngưỡng mộ. Hãy cùng 10 điểm review theo dõi bộ phim để xem những màn múa lân mãn nhãn, các pha cướp tú cầu kịch tính nghẹt thở của các lân sư trong bộ phim Hùng Sư Thiêu Niên, đảm bảo phim này sẽ không khiến anh em thất vọng. Ngày xuân trăm hoa đua nở cũng là lúc đại hội múa lân chính thức được diễn ra, toàn thể già trẻ gái trai trong thôn đều kéo tới sân đình háo hức xem những màn tỉ thí đẹp mắt. Chỉ trong chốc lát, bãi đất trống đã chật kín người. Ngoại hình thấp còi khiến cho A Quyên không thể quan sát được trận đấu, cậu bé luồn lách bên dưới đám đông để chen lên hàng đầu cổ vũ cho màn múa lân sắp sửa diễn ra. Không những vậy còn dùng vỏ dưa làm đầu lân múa may quay cuồng. Hành động này của A Quyên đã chọc tức nhóm lân có máu mặt trong làng. Một tên trong số chúng dùng gậy đập vỡ quả dưa của thằng nhóc, thuận tay cướp luôn lì xì rồi đạp cậu nằm bẹp dí sang bên. Đúng lúc này chiếc đầu lân đỏ xuất hiện, nó nhanh chóng lướt qua đoàn người, dễ dàng giật lấy bao lì xì trên tay Tráng Thành, nhảy lên đài thi đấu hẩy chân đá chiếc phong bì lên tít trên cao ngang nhiên thách thức. Bị cướp đồ trắng trợn, anh thanh niên nào dễ bỏ qua, hắn lấy đầu lân đen từ phía đàn em rồi xông lên vũ đài. Cùng với tiếng hò reo cổ vũ của khán giả xung quanh, hai con lân một đen một đỏ rượt đuổi sát nút, bắt đầu một trận quyết đấu khốc liệt. Cả hai trèo lên giàn giáo không chút khó khăn, tung ra những đòn đánh hiểm hóc bất phân cao thấp, bên dưới pháo nổ đi đùng càng khiến cho không khí thêm phần kịch tính. Lân đỏ sơ suất bị đạp cho một cái trượt khỏi thanh tre, nhân cơ hội Tráng Thành định cướp lấy lì xì thì từ đâu lân đỏ xuất hiện, một quyền đã hất văng phần thưởng trong tay anh ta, thành công lấy lại hồng bao cho A Quyên. Với thân thủ siêu phàm, lân đỏ lộn nhào mấy vòng rồi bay qua đầu cậu nhóc, thật không ngờ đằng sau chiếc đầu lân to lớn kia lại là cô gái vô cùng xinh đẹp. Cú đá ngầu đét dán thẳng chiếc lì xì lên đầu A Quyên, thế này bảo sao cậu chàng lại chẳng đổ đứ được. Thẹn quá hóa giận, đội của Tráng Thành liền giở chiêu hèn mọn, chúng ỷ đông hiếp yếu muốn tính sổ với hai người bọn họ. Rượt đuổi qua mấy dãy phố, cuối cùng cũng cắt đuôi được đám phiền phức kia. A Quyên chở cô bé đến ngọn đồi phủ đầy những bông hoa gạo đỏ rực, qua lời giới thiệu mới biết, lân đỏ cũng tên là A Quyên. Thực chất A Quyên là tên dành cho con gái, nhưng khi còn nhỏ sức khỏe của cậu bé đã không được tốt, nên cha mẹ quyết định đặt cái tên này cho dễ nuôi cũng mong con trai sẽ gặp nhiều may mắn. Để kỷ niệm cho cuộc gặp gỡ tình cờ cô gái đã tặng cho cậu chiếc đầu lân đỏ, trước khi rời đi còn không quên nói mấy lời mà sau này nó đã thay đổi cả cuộc đời thằng bé. Hãy đặt tay lên ngực mình và cảm nhận tiếng gầm của sư tử, đừng tự biến mình thành con mèo hen ngày ngày bị người khác chê cười, thay vào đó hãy trở thành chúa sơn lâm mạnh mẽ và dũng cảm. Không những vậy còn để lại tấm poster quảng cáo cuộc thi đấu lân, mà cô ấy chính là quán quân, cũng là đại diện truyền thông trong giải đấu lần này. Năm mới đã đến, ngoài trời pháo nổ đi đùng, lại một năm đón Tết thiếu vắng người thân của hai ông cháu neo đơn. Bên kia đầu dây điện thoại, đôi vợ chồng nghèo chỉ biết động viên cậu con trai cố gắng học hành để sau này có được tương lai tốt hơn, cuộc đời bọn họ chịu khổ là đủ rồi. Cậu bé hiểu chuyện chỉ lặng lẽ ôm chiếc mũ lân tới trước mặt Phật tổ cầu xin, nhất định phải học múa lân thật tốt, tham gia trận đấu và giành được giải thưởng. Như vậy mới có cơ hội lên Quảng Châu gặp lại bố mẹ, nghĩ là làm ngày hôm sau A Quyên chạy đi tìm A Miêu, cậu bạn cùng chung gia cảnh nghèo khó thành lập đội. Ban đầu cậu chàng có vẻ không hứng thú, đối với những đứa trẻ dưới đáy xã hội như chúng, ước mơ là điều quá xa xỉ, hơn nữa cả hai đều không biết múa lân. Chỉ cho đến khi A Quyên đưa tấm poster về cuộc thi, hình ảnh cô gái trên trang bìa khiến A Miêu sụt máu mũi lập tức quay xe, có đồng đội trọng sắc khinh bạn A Quyên quả là có phúc. Khí thế dâng cao, A Miêu hăng hái dẫn bằng hữu đi tìm tay chống cho team, trước cửa hàng bán thịt là A Cẩu cùng sống trong xóm lao động nghèo. Thằng bé mập chẳng thèm quan tâm đến lời mời gọi của đám bạn, thời gian nuôi thân còn không có lấy sức đâu mà lân với rồng. Nhưng tiền công chủ quán trả cho A Cẩu còn ít hơn số thịt mà cậu đã ăn, quá tức giận ông ta bèn đuổi quả báo này đi. Thế là cả đội đã có một tay chống mới, vấn đề bây giờ là kiếm chống ở đâu. Trong lúc cả ba đứa đang đi khắp hang cùng ngõ hẻm để xin tài trợ thì đụng độ với nhóm ác bá Tráng Thành. Bọn chúng vẫn còn A cay vụ để thua cô gái hôm trước nên kiếm cớ gây sự, ỷ lớn ăn hiếp đàn em. Không những tên cầm đầu giơ chân đạp bẹp chiếc đầu lân, hắn ta còn buông lời sỉ nhục gia cảnh của ba đứa nhỏ, chê cười A Quyên là con của lũ khố rách áo ôm, nghèo đến mức Tết cũng không có tiền về nhà. Không thể nhịn nổi nữa, thằng bé ốm nhom lao lên muốn cho tên mỏ hỗn kia bài học nhớ đời, ai ngờ còn chưa kịp chạm vào đã bị hắn đã bay ra xa, cuối cùng còn bị bọn côn đồ súng lại đập cho một trận tơi bời. Tối đó, A Quyên và các bạn của mình nhìn ai cũng tả tơi, ngay khi cả ba đang có ý định từ bỏ thì phía sau bỗng vang lên tiếng trống, có ai đó đang tập múa lân ở trong sân đình. Những điều tưởng chừng như bình thường lại trở thành ước mơ xa vời của đám trẻ nghèo khó. Nhớ lại ngày tháng trước đây đi đâu làm gì cũng bị người ta xua đuổi khinh miệt, A Quyên quyết định sẽ không còn là mèo hen ốm yếu nữa, cậu phải học múa lân và trở thành nghệ nhân chuyên nghiệp giống như những võ sư dưới kia. Đem theo tinh thần học đạo, cả ba đứa không quản nắng mưa ngày đêm chờ trước cổng của thầy dạy nghề có tiếng trong vùng. Đen đủi thay, người đó có việc bận nên tạm nghỉ 3 tháng, cảm nhận được lòng nhiệt huyết của đám trẻ, ông lão tốt bụng cho chúng thêm một bản đồ để đi tìm người thầy tiếp theo. Nghe nói người này thân thủ bất phàm, được mệnh danh là Hoàng Phi Hồng tái thế, dù có khó khăn thế nào nhất định họ cũng phải tìm cho ra. Ai mà ngờ cuối đường là vách núi treo leo, A Cẩu không may rơi xuống gãy luôn cả tay.
Ba đứa đành quay về và được ông lão cho bản đồ khác, lần này là một con sông. Nghĩ rằng tầm sư học đạo phải vượt qua thử thách, kết quả đám bạn lại vất vả lôi A Cẩu lên bờ cấp cứu cho cậu ta. Đúng là không sợ đối thủ mạnh, chỉ sợ có đứa đồng hành như thằng mập này thôi. Để cho chắc ăn, họ vác luôn ông lão đi cùng. Chẳng mấy chốc ba đứa đứng trước cửa hàng cá khô, xuất hiện trước mặt là một ông chú bộ dạng nhếch nhác trông cực kỳ thiếu sức sống. Ông anh này mà làm nghệ nhân múa lân thì chúng ta sẽ là siêu sao điện ảnh, thật là thất vọng. Đúng lúc cả lũ đang chuẩn bị rút quân thì Cường Cá Khô bỗng mở bài nhạc thư giãn gân cốt, dùng cái giỏ để giả làm đầu lân. Không những vậy, bộ pháp vô cùng lợi hại xếp cá khô cũng khiến người ta không thể rời mắt. Giờ mới biết ông chú lôi thôi này là chân nhân bất lộ tướng, đang múa may hăng say thì bị nóc nhà chạy ra đập cho một trận, cơm áo gạo tiền còn chưa lo xong ở đấy làm khùng làm điên. Cuối cùng thì đam mê cũng phải đứng sau hiện thực tàn khốc, người đàn ông chỉ đành lủi thủi đi giao hàng cho khách. Chứng kiến màn biểu diễn vừa rồi, ba đứa nhóc quyết định sẽ bái Cường Cá Khô làm sư phụ. Chúng đuổi theo rồi nhiệt tình giúp anh làm việc, mong muốn có thể học được tài nghệ từ người thầy kiệt xuất này. A Quyên đưa cho anh tấm poster của cuộc thi, khiến cho đam mê của A Cường phút chốc bùng cháy, nhưng ngay lập tức hiện thực lại vả thẳng vào mặt. Bây giờ anh chỉ là người bán cá khô bình thường, làm sao giúp lũ trẻ được đây? Cho dù bị cự tuyệt nhưng ba đứa vẫn quyết tâm theo đuổi đến cùng. Hàng ngày ngồi trước cửa nhà Cường Cá Khô chờ đợi, cuối cùng sự bền bỉ của chúng cũng được đền đáp. Anh dẫn đám nhóc lì lợm tới một đội đang tập múa lân, bảo cả ba hãy dùng chiếc mũ bảo hiểm làm vài động tác cơ bản, kết quả lại bị cười cho thối mũi. Trong mắt A Cường, ba đứa chỉ là những đứa trẻ thất bại không làm nên trò trống gì tốt nhất nên thôi đi, nhưng trời sinh ta chắc chắn có hữu dụng, cuộc đời mình sao mãi tầm thường được. Nghe những lời A Quyên vừa nói, lão Cường nhìn thấy những năm tháng thanh xuân rực rỡ của mình trong đôi mắt tràn đầy nhiệt huyết kia nên đã đồng ý truyền nghề cho đám nhóc, còn tặng cho chúng mỗi người thêm một con cá để bồi bổ thể lực. Bắt đầu buổi dạy múa lân từ xa, lỡ ngớ là vợ cho ăn hành ngay nên bốn thầy trò đều hết sức cẩn thận. Trải qua thời gian dài luyện tập, tình cảm của mọi người ngày càng gắn bó. Lúc rảnh lão Cường sẽ cùng cả nhóm học bơi, khi không đám trẻ lại giúp anh bán cá. Lâu lắm rồi mới thấy chồng mình vui như vậy. Trong lúc đang vui vẻ ăn cơm, A Miêu sơ ý nhắc đến cuộc thi trước mặt sư mẫu. Điều này khiến A Cường sợ đái ra quần, vội vàng ngăn lại. Nguy rồi, cô ấy đứng phắt dậy không thèm nói gì mà bỏ vào trong. Lần này thì cả bốn chết chắc, cái mồm đi chơi xa của cậu ta gây ra họa lớn rồi. Còn đang tính bảo vệ sư phụ nếu có chuyện gì xảy ra, A Trần vừa xuất hiện cả lũ đã chạy bay chạy biến. Chuyện nhà ai nhà nấy tự giải quyết, trẻ con biết gì đâu. Chỉ thấy cô ấy lấy ra bộ áo lân cũ rồi đưa cho chồng. Hơn nữa ngày mai cô sẽ đi giao cá anh ở nhà trông coi tiệm, tiện thể giúp lũ trẻ luyện tập thêm. Lão Cường cảm động ôm lấy bộ đồ ngồi khóc hu hu. Năm 20 tuổi anh từng là một lân sư số má, có bộ quyền nhanh như sóc, hơn nữa còn cực kỳ bảnh trai. Đến ngày đám cưới còn tự múa lân cho chính mình, nhưng việc đó lại khiến người người cười chê. Khi đó sư mẫu vẫn dũng cảm đứng ra bảo vệ chồng. Chỉ có điều cuộc sống khắc nghiệt đã biến anh ấy thành ra bộ dạng này, trên hết là vì lão Cường yêu vợ nên đã chấp nhận vứt bỏ đam mê. Cơm nước xong xuôi, bốn thầy trò lại đi tập múa. A Cẩu tận dụng luôn chiếc bụng mỡ của mình làm trống, lấy hai thanh củi gõ thật mạnh tạo ra những tiếng bì bạch nhìn mà đau lòng. Hôm sau, A Trần chủ động bảo chồng dùng tiền mua dụng cụ và trống cho bọn trẻ tập luyện. Duy trì tình trạng như hiện tại còn chưa thành được nghệ nhân, A Cẩu đã phải vào nhà thương rồi. Đôi vợ chồng không có con cái nên họ thương đám trẻ như ruột thịt trong nhà. Có được tiền tài trợ, sư phụ muốn chở tụi nhỏ đến một nơi đặc biệt bằng chiếc xe cà tàng mang thương hiệu Cường Cá Khô. Nhưng A Cẩu còn chưa ngồi lên thì ốc vít đã rơi tứ tung, đến nơi con chiến mã cũng thành đống sắt vụn. Ba đứa trẻ nghèo nhìn vào trong thì tròn xoe mắt ếch, mũ lân loại nào cũng có mã siêu, trường phi quan vũ chẳng thiếu thứ gì, chống xịn có khác búng nhẹ thôi tiếng vang nghe rất đã tai. Sắm sửa xong xuôi, lão Cường mang học trò đi cọ sát, vừa nhìn thấy đám A Khuyên mấy đứa đội xanh đã tỏ ra khinh thường, đội nào lấy được bông cải xanh treo trên cao trước thì giành chiến thắng. Với kinh nghiệm dày dặn và lợi thế chủ nhà, đội lân xanh nhanh chóng chiếm ưu thế. Chẳng mấy chốc họ đã hất văng nhóm A Quyên tiến gần đến mục tiêu, nhưng đám nhóc đó đâu muốn kết thúc dễ dàng. Trước khi cướp tú cầu còn tung vài đòn đá hành đối thủ ra bã, A Cẩu ở ngoài cũng không thể thoát thân. Không ngoài dự đoán, cả ba bị đập cho mặt mày bầm dập. Mặc dù thất bại, như sư phụ vẫn an ủi động viên mấy đứa, tụi nó có tinh thần và rất nhiều ưu điểm. Ưu điểm lớn nhất là khuyết điểm quá nhiều. Đùa thôi, cả ba đứa đều có khả năng chịu đòn tốt nhưng không có khả năng đánh trả nên kể từ ngày hôm sau cường độ tập luyện của cả nhóm tăng lên gấp đôi. Múa lân không chỉ cần thể lực mà còn dựa vào võ thuật, sự nhanh nhẹn chính xác và sức bền. Ý thức được tầm quan trọng của việc rèn luyện, ba đứa trẻ dốc hết sức mình cố gắng phát triển bản thân từng ngày, đến nỗi A Khuyên còn cắt phăng đi mái tóc dài từ trước tới nay, cậu bạn Miêu gập bụng bằng cả sinh mạng. Ở đài biểu diễn luôn có một câu cột trụ vô cùng cao nhưng không ai đủ can đảm nhảy lên, cây cột đó gọi là trụ chống trời, mang ý nghĩa luôn có những người khác giỏi hơn mình, giới hạn ấy không thể vượt qua, nhằm răn dạy các lân sư đức tính khiêm tốn. Đến ngày thi tuyển chờ mãi sư phụ vẫn chưa xuất hiện, nhóm A Khuyên có chút lo lắng. Thì ra lão Cường muốn đi mua cho bọn trẻ chút đồ uống giải khát nhân tiện khích lệ tinh thần học trò. Trên đường trở về, tình cờ anh nghe được cuộc nói chuyện của A Trân với khách hàng. Tên này cười nhạo chồng cô già rồi còn làm mấy việc nhảm nhí để vợ mình phải vất vả ngược xuôi giao cá kiếm cơm. Người phụ nữ không nghe nổi mấy lời cặn bã đó, cô lập tức rời đi, nhưng nó lại tác động rất lớn đến lão Cường. Không đành lòng, anh trở về nhất quyết đòi giúp vợ, không quan tâm đến cuộc thi nữa. Hành động này của lão Cường khiến nóc nhà rất thất vọng. Cô hỏi anh mấy năm nay có hối hận bao giờ chưa. Thực lòng mà nói, cô hiểu tâm tư của chồng, cô không muốn anh vì mình mà lại từ bỏ nhiệt huyết bấy lâu. Giành lại mũ bảo hiểm,
Trước khi rời đi còn nhắn nhủ nếu không lấy được giải thưởng sẽ đánh gãy cái chân chó của anh. Nóc nhà này đúng chuẩn số 2 không ai số 1. Lúc Lão Cường quay lại sân đấu chỉ thấy ba đứa ngồi bệt dưới đất, mặt mày ỉu xìu như bánh bao thiêu. Còn đang nói mấy lời động viên an ủi thì A Quyên đã giơ tấm vé vào vòng trong trước mặt. Công ơn này tất cả đều nhờ vào sư phụ. Để ăn mừng chiến thắng, A Chân đã nấu một bữa thịnh soạn. Ước mơ của A Quyên cũng sắp thành hiện thực. Cơ hội tới Quảng Châu gặp lại cha mẹ đang ở rất gần. Cả đám còn đang nói chuyện vui vẻ thì đột nhiên có người chạy tới thông báo cha mẹ của A Quyên đã trở về. Cậu bé mừng quính chạy như bay về nhà, còn không quên cảm ơn Đức Phật đã nghe được lời thỉnh cầu của mình. Nhưng sự thật không giống như mơ, bố của A Quyên bị tai nạn lao động, từ giờ đến cuối đời phải sống thực vật, không có hy vọng gì nhiều, tất cả chỉ trông chờ vào kỳ tích. Hoàn cảnh gia đình đã khó khăn nay lại càng thêm khúm núm, A Quyên chỉ còn cách gác bỏ giấc mơ còn đang dang dở lên Quảng Châu kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Tình cảnh chia ly thật khiến cho người ta đau lòng, hiện thực tàn khốc cướp đi cơ hội của những thiếu niên mang trong mình hoài bão và khát vọng lớn lao. Chẳng thể làm gì giúp đứa bạn thân, ba thầy trò chỉ biết đuổi theo chiếc xe chúc cho A Quyên mãi luôn giữ được tiếng gầm của sư tử trong tim. Dù thân hình nhỏ thó nhưng A Quyên vẫn làm việc trong công trường xây dựng, tất cả cũng chỉ vì mấy chữ cơm áo gạo tiền. Thì thoảng cậu cũng gọi điện về hỏi thăm đội múa lân ở quê. Lão Cường với hai đứa bạn hàng ngày vẫn đi biểu diễn xin tài trợ phụ giúp thêm cho gia đình A Quyên. Để kiếm thêm thu nhập, cậu còn làm thêm đủ thứ nghề từ phục vụ bưng bê đến khuân hàng vác nặng, khiến cho cơ thể đã gầy yếu nay càng thêm xanh xao. Lăn lộn nơi đất khách quê người, đứa trẻ tội nghiệp không có chốn dung thân. Để tiết kiệm, cậu bé còn ngủ dưới gầm giường của người ta. Quá trình làm việc kham khổ đã tôi luyện ra một A Quyên ngày càng rắn giỏi, dày dặn gió xương. Hôm nay bằng hữu nói có công việc lương cao gấp đôi, nhưng ở tận Thượng Hải, mặc cho bàn chân sưng phồng đau rát, cậu bé lập tức nhận lời rồi nhanh chóng báo tin về cho mẹ. Thương con trai tuổi còn nhỏ đã phải gánh trên vai trọng trách nuôi sống cả gia đình, người mẹ vô cùng bất lực. Bà nói nếu vất vả quá thì hãy trở về, mẹ sẽ lo liệu. Gạt đi những giọt nước mắt trực trào, cậu nhóc đáng thương rối lòng rằng mình đang rất ổn rồi lại lao vào guồng quay cơm áo. A cậu nghe tin đại hội múa lân sẽ diễn ra vào tuần sau, giải thưởng vô cùng giá trị, chỉ không biết A Quyên có kịp trở về để tham dự hay không. Lúc này, cậu bạn của chúng ta đang tất tả giao hàng trong cơn mưa tầm tã, trên đường bắt gặp cô gái lân đỏ hôm nào, tình cờ cô ấy cũng đi lối đó nên cho cậu quá răng. Tâm sự một hồi mới biết, bố mẹ lân đỏ không thích cô làm công việc này, đây có lẽ là lần cuối cùng cô xuất hiện trên võ đài với tư cách nghệ nhân múa lân. Lân đỏ hy vọng có thể gặp lại A Quyên trong ngày hôm đó, cùng với chiếc đầu lân cô tặng hùng dũng bước ra tranh tài. Cô đâu biết rằng hoàn cảnh hiện tại không cho phép cậu bé nghèo theo đuổi giấc mơ nữa. Trước khi tạm biệt, Lân Đỏ không quên nhắc nhở A Quyên là người được hoa anh hùng rơi trúng, hãy kiên định với sự lựa chọn của đất trời. Câu nói này đã khiến cho A Quyên suy nghĩ rất lâu. Buổi giao hàng hôm đó lại trúng phải một đội đang tập múa lân, không những không thông cảm vì thời tiết mưa gió, cả đám còn súng lại mắng nhiếc anh bạn nhỏ, trách cậu khiến họ phải chờ quá lâu còn để đồ ăn bị ngấm nước. Quá đáng hơn, chúng vứt tiền xuống dưới đất và nói cậu là đồ phế vật. Lần này A Quyên sẽ không nhịn nữa. Nó không phải phế vật, trong tim cậu luôn có nhịp đập của mãnh sư thật sự. Ngày thi đấu sắp đến gần, đến giờ cả nhóm vẫn không chắc A Quyên có về không, nên Lão Cường sẽ là người thay A Quyên múa chính. Nằm dưới gầm giường nhìn chiếc đầu lân rực đỏ, lại nhìn lên tấm bảng được đánh dấu chẳng chịt trên tường mới nhận ra, hằng ngày cậu bé vẫn chăm chỉ luyện tập bất chấp điều kiện khó khăn. Tinh thần thượng võ cùng nhiệt huyết luôn cháy trong tim giúp cho A Quyên không ngừng tiến bộ mỗi ngày. Thân thủ uyển chuyển chẳng khác gì lân sư chuyên nghiệp. Hóa ra từ trước tới giờ thằng bé chưa hề từ bỏ đam mê, nó vẫn luôn âm thầm theo đuổi giấc mơ chăm chỉ cho tới khi bình minh ló dạng. Bỏ lại chiếc đầu lân, A Quyên gom đồ lên Thượng Hải làm việc. Trên đường gặp chúng đại hội múa lân nên cậu bạn kia dừng lại hóng hớt một chút. Các nhóm lân sư lần lượt xuất hiện, vòng thi đầu tiên là freestyle nên các đội cứ thoải mái biểu diễn, giám khảo sẽ chọn ra đội nào có tố chất để đi tiếp vào vòng trong. Nhìn thấy xung quanh mọi người đang phô diễn kỹ năng mà thầy mình vẫn đứng yên bất động, A cậu A Miêu còn tưởng sư phụ viên tịch luôn rồi. Ai biết được gừng càng già càng cay, với kinh nghiệm của mình Lão Cường đợi cho đến lúc giám khảo nhìn qua đây rồi mới đi đường quyền. Tận dụng thời cơ, anh bảo A cậu biến thành chiếc cầu, làm một đường vòng đẹp mắt, sau đó đứng hiên ngang trên vai thằng bé, khiến các đội xung quanh mắt chữ A mồm chữ O. Thế là bọn họ thuận lợi giành được tấm vé tiến thẳng vào vòng trong. Lượt thứ hai là cướp tú cầu, mỗi nhóm có thể cử ra hai đội để tranh cầu, nhưng đội của Lão Cường chỉ có một lân sư nên họ chọn đường đua ít người nhất. Nghe thấy kế sách của đội bạn, đối thủ cũng chơi xấu chọn chiến lược này, khiến cho đường đua ít người nhất giờ lại phải cạnh tranh nhiều nhất. Từng chứng kiến qua sự lợi hại của Cường Cá Khô nên các đội hợp lực không cho đội của Lão Cường tiến lên, tình cảnh của họ nhìn rất thảm hại. Nhìn thấy mọi người như vậy, A Quyên cầm tấm vé đi Thượng Hải bỗng chốc cảm thấy do dự. Đã có rất nhiều lân sư rơi xuống nước, ba đường đua khác lần lượt có người giành chiến thắng, chỉ còn đường đua của họ vẫn đang cạnh tranh khốc liệt. Dùng hết sức bình sinh như lúc săn hàng giảm giá, Lão Cường lao vào đám đông nhưng lại bị đẩy ra, nhiều lần như vậy khiến cho cả bọn sức cùng lực kiệt, không thể nào tiến lên được nữa. Đúng lúc đó chiếc đầu lân sư đỏ xuất hiện mang theo hồng kỳ của đội Cá Khô. Bên trong đó là một thể lực tràn trề, đạp lên đầu các lân sư khác không chút khó khăn cướp được tú cầu trong tiếng hò reo vang trời của khán giả cổ vũ. Tráng Thành cũng phải dành cho A Quyên nút like để khen ngợi màn biểu diễn tuyệt vời vừa rồi. Trên khán đài, A Quyên nhìn thấy cô gái đã truyền cho cậu động lực, nhưng cô ấy sớm đã tay trong tay với ai kia. Màn thi tiếp theo là nhặt 5 bó cải bông với điều kiện không được dẫm lên địa hình có sẵn. Đội nào lấy được 3 bó sẽ giành chiến thắng.
Vừa bắt đầu phần thi không lâu, đội của Tráng Thành đã bị đối thủ đá bay xuống nước. Bên này đội Cá Khô cũng rất nhanh chiếm thế thượng phong. Không ngờ một đội vô danh với những thành viên khập khiễng lại là chân nhân bất lộ tướng. Trận đấu cuối cùng áp dụng địa hình ghế dài kinh điển, nhìn có vẻ đơn giản nhưng lại rất khó điều khiển. Cả hai đội cứ thế leo lên giành giật vô cùng sát nút. Bọn vô cực chưa kịp chạm vào đã bị đá văng ra. Biết chân của A Quyên thị thương nên tên cầm đầu chơi bẩn đạp xuống thật mạnh. Không chịu khuất phục, cậu đá bay đóa tú cầu khiến hai đội tạo thành thế đảo ngược. Đánh qua đánh lại một hồi kết quả lại hòa, vì vậy sẽ có thêm trận tranh tài nữa để phân thắng bại. Nội dung hiệp phụ sẽ dùng cột cao để biểu diễn, để tăng độ kịch tính cho game. Ban tổ chức đã nâng lên 16 mét chiều cao đồng thời giãn rộng khoảng cách giữa các cột. Nghe xong đề tôi cũng rén ngang. Vô cực là đội bắt đầu trước, với kỹ năng biểu diễn điêu luyện bọn họ có màn khởi động vô cùng đẹp mắt, phối hợp nhịp nhàng khi đến cột ghi điểm còn tạo thế nhấn nước của nghệ thuật lân sư, kết thúc bằng cú xoay 360 độ điệu nghệ khẳng định vị thế dẫn đầu. Đến lượt Cá Khô, tình hình nghiêm trọng khi bàn chân A Quyên đã sưng lên rất to, nhưng cậu vẫn không muốn bỏ cuộc, nhịp đập sư tử không cho phép chùn bước trước khó khăn. Bước vào trận đấu, A Quyên còn cúi đầu bái tạ người thầy đáng kính rồi hiên ngang tiến lên võ đài. Các đội khác nhìn thấy thế cũng phải nể phục vài phần. Cậu bạn đồng nghiệp bánh cuốn quá xé luôn tấm vé đi Thượng Hải, tầm này ở đây chứ đi đâu nữa. A Cẩu lên nhạc mở màn, nhịp trống rền vang giúp những bước chân của hai người bạn càng thêm vững chắc, khéo léo vượt qua dây, uyển chuyển truyền trên trụ cao. Nhưng lúc này bàn chân của A Quyên đã dỉ máu ướt cả đường đi, con lân căng mình trước gió bị bong mất một mảng, mắt nhìn hết sức bầm dập. Đã đến chiếc cột cao 16 mét, hai người dồn hết sức lực phóng lên, ai ngờ A Miêu trượt chân khiến cả hai suýt chút nữa rơi xuống. May mà họ nhanh nhạy xử lý tình huống hết sức khéo léo gọn gàng, khán giả được dịp vỗ tay như mưa. Chỉ cách vạch đích mấy bước nữa nhưng A Quyên vẫn đứng đó không chịu nhảy lên, cậu hướng thẳng đôi mắt kiên định lên cột chống trời. Hành động của A Quyên làm cả khán đài dường như nín thở, tất cả mọi người vô thức đứng dậy quan sát nhất cử nhất động của cậu bé. Lẽ nào thằng nhóc này lại muốn làm chuyện điên rồi? Chỉ thấy A Quyên lấy trong túi ra tấm hình gia đình, thấy bạn mình quyết tâm như vậy A Miêu cũng gật đầu đồng ý. Lúc này gió lớn nổi lên, khí thế ngút trời của A Quyên cũng làm cho đất trời rung chuyển, cột trụ trời bị lung lay tuột luôn ốc vít. Thấy vậy, đội của Tráng Thành và A Cẩu nhảy xuống nước cùng nhau hợp sức giữ lấy nó. Tiếng trống rồn vang đã có cô gái xinh đẹp này phụ trách. Tinh thần bất khuất của đội Cá Khô đã lan tỏa đến những đội lân sư khác tạo nên không khí hào hùng chưa từng thấy. Họ đi lại vài đường truyền thống cũng tiện để lấy đà. Mặc dù bầm dập nhưng con lân kia vẫn kiên định phóng lên phía trước. Phút chốc cả người A Quyên như biến thành những bông hoa gạo đỏ. Theo truyền thuyết của người Trung Quốc ngày xưa, vì sợ hãi con liên nên họ đã tạo ra con lân để xua đuổi chúng. Nhớ lại ngày bé khi vẫn còn bị chê cười là con mèo hen yếu đuối, bây giờ A Quyên đã thật sự chuyển mình, trở thành mãnh thú bảo vệ cho những người thân yêu. Dù không chạm tay đến đỉnh nhưng ý chí anh hùng kia thực sự đáng khen. Chiếc đầu lân bầm dập cứ thế bay trong gió như tinh thần không chịu khuất phục trước khó khăn của chàng thanh niên dũng cảm. Kỳ tích đã xảy ra với A Quyên và cả bố của cậu bé. Phép màu sẽ thực sự xuất hiện nếu như chúng ta biết cố gắng hy sinh vì nó. Bộ phim kết thúc bằng những nụ cười trên bức ảnh treo tường của chàng trai đã dày dặn gió sương. Được rồi, câu chuyện hôm nay dừng ở đây nhé. Đừng quên like và bấm theo dõi kênh 10 điểm review để theo dõi những nội dung tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.